Top 1 20k tiếp. Top 1 20k anh em nào cứ top 1 thì lát cạc thì hú anh. Cú si là nó cũng làm đi. Tên của anh Duy Hải Gaming đúng không anh? Ừ. Vui TV anh. Ừ. Đi săn cái thằng nãy, đi săn cái thằng nãy. Đúng rồi. Này anh Thắng nó chạy vô đường, anh Thắng nó chạy vô đường kìa. Enemies ahead. Thấy. Mày chạy đâu bưởi? Mày chạy đâu bưởi? À thấy đồng đội nó đang chạy qua đường luôn này. Chuẩn bị qua đường này. Ok anh kia nó đéo chạy được đâu, cứ bình tĩnh. Sao nhà rồi. Nó nhìn mà. Nhìn như mà nhìn không có làm gì được anh đâu. Thằng này chết mà. Mày anh quả bom nè, anh quả bom mà, anh quả bom nè. Anh quả bom nữa nè cu. Bom máu nè gặp tao mà chạy hả mày. Đi còn ốp bên đồ bên kia. Biết. Ngáo hả mày? Mày bị ngáo hả? Ôi. Mấy bọn nó sánh rồi vậy? Quay ông rồi anh ơi. Con thằng bên dưới nè, con thằng bên dưới này yếu anh ơi. Cứu đi. Cái xe này lại. Nóc 1 nè, lên xe đẩy lên, đẩy xe đi em, đẩy xe lên nóc 1 rồi. Đẩy lên đi. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Cái tên đó mà em không thấy mà. Lên xe. Lên xe đi em, anh chở vô bò. Iron lên xe đã. Rồi. Biết đâu đâu vậy. Hello anh em. Hello Thành Tú, hello Bùi Tùng. Hello Bồ Lạc Đào vậy. Có thằng nhảy ra. Chạy luôn đi, chạy luôn đi, cỡ nó. Nó là con súng nó chặn đầu bây giờ. Cứ đi. Cứ đi. Tí quay lại giết nó, có một mình nó mà lo gì. Anh Khải fan gấu à? Ừ, anh fan gấu. Sao cái gì em không thấy gấu hết chứ? Gấu mẹ vĩ đại. Chào Nguyễn Hoàng Tiến nha, Nguyễn Tiến Hoàng nha. Nói xin slot mà. À. Thằng Quý là nói ông Hải hát, rồi anh cỡ lại cho em. Chứ anh nói là hát hay không thì bắn lâu dài biết anh, mà ông anh có hát đâu. Ông làm gì có hát. Hát hay không là hát hay không tự biết chứ, đúng rồi. Nhìn, nhìn là biết chứ, 3.650 ngày là biết chứ gì đó anh hả. Giờ anh đang mong bay 3.650 ngày đây. Mà không ban được đây. Anh đang mong mà. Nếu mà nạp được. Lỡ có người nào ở bên Vina Game ban anh luôn. Có anh nạp nữa không? Không, giờ anh biết là đâu dám nạp nữa đâu. Mày nó ban cái sắp mệt. Dạ rồi. Mà ban không phải là tí giờ. Ban hai cái bị ban. Tí giờ nạp lỏng. Nạp lỏng. Bây giờ mà bị ban hơi bị nhiều người xem là phốt. Đúng rồi, phốt đài luôn thì sao? Bây giờ mong bị ban này mà nếu ban này những mướn mệt chứ. Lên chơi thằng kia này. Không biết tối nay bạn có bắn custom không vậy? Có chứ, nó chẳng nào chẳng có. Nó cay quá, nó bị bớt bên này bạn luôn ấy. Hai ban người trong custom bạn bắn người ta quá là người ta bị bot app. App của bạn là bạn bay theo luôn á. Dạ bạn nhớ em nha. Tính bắn nè. Không làm. Đừng lo, tôi sẽ nhiều mấy người bắn. Tôi đi lúc dạo mà. Bây giờ tôi bắn custom là tôi đang đi lúc dạo thôi. Mắt thường được mà. Được, tối nay sẽ bắn mất thường tại vì bữa giờ đông mà, bữa giờ cũng tầm đông mà. Đi săn cái thằng này. Đúng rồi, này anh Thắng nó chạy vô đường, kìa. Enemies ahead. Thấy. Mày chạy đâu bưởi? Ôi, nó đi mày, đông vậy. Bà mày sống với bố đi. Mày gặp tao là mày sống là mày hơi bị đen đấy. Mày sống đây thì cho mày tiền nhá. Nó nhìn rồi. Nhìn như mà nhìn không có làm gì được anh đâu. Thằng này chắc chết mà. Mày anh quả bom nè. Anh quả bom nè. Anh quả bom nữa nè cu.
Bom máu nè, bom máu nè, gặp tao mà chạy hả mày? Có anh ơi, có người cứu em nè. Chỗ này luôn này, chấm đỡ của anh luôn á. Ok ok. Một tim. Khu nhà. Trong khu nhà. Ê, có xe đây, chỗ đây gần 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 nổ của ai vậy? Quái lông. Enemies ahead. Ủa xe này bị gì vậy? Nó chạy luôn rồi, nó chạy xe đi luôn. Anh đang đi bộ mà. Dạ, anh em bắn em kéo nó. Ủa cái xe này bị gì vậy? Bị, em nhớ lại. Ok, dùng nó lại đi. Thằng áo trắng cầm ốp, bà mẹ thằng áo trắng á. Lên cứu cho, kia đây, cứu cho. Thằng áo trắng cầm ốp. Áo trắng tay trái á, áo trắng tay trái cầm ốp nha. Né thằng ốp ra là bắn được. Thôi vô bo đi. Rip rồi, bó tay thằng rip rồi. Bố méo vô bo em. Bữa đầu mẹ ơi. Đâu vậy? Bữa đầu con mẹ nó rồi. Vô bo. Xe này anh. À xe anh có xe mà. Đi, lít không? Vô anh kiếm cái nón nữa. Bờ cái ngay sau cũng đáng ơi. Ok. Ủa tem này tem khác hả? Một viên vào đầu rồi. Một viên lên vào đầu rồi. Ok đẹp. Yếu rồi đấy. Nóc này, đá lên đi. Enemies ahead. Đá xe lên đi, có xe đá lên. Đừng có đi bộ. Lấy cái nón nữa. Ủa nó chết luôn rồi. Tem nó bị bắn chết rồi. Đi. Ừ chết luôn rồi, tem nó bị bắn. Đi. Thôi đi. Ôi trên núi. Biết. Cho nó bắn nha. Ôi có thằng chạy dưới luôn nha. Bắn đi. Ngang xe kìa. Bắn đúng rồi. Ok đi luôn. Nó chết chắc rồi. Tem nó chết chắc luôn rồi. Chết bo luôn rồi. Thằng nó chết bo rồi. Tìm vị trí cho em. Tìm vị trí mà. Enemies ahead. Ôi dưới này có luôn. Từ bình tĩnh, dưới của nhà có. Đá bóng tụi. Ui da. Cứu đi. Anh kê cho. Còn tôi cứu đem. Nhìn nó còn ốp bên đầu bên kia. Biết. Ngáo hả mày? Mày bị ngáo hả? Con thằng bên dưới này yếu rồi anh ơi. Cứu đi. Đừng cứu. Cứ từ bình tĩnh. Đây mình top 1 rồi. Còn bọn nó bên nhau rồi. Liều dưới rồi. Ok. Bọn trên đồi còn bọn trên vơi rồi. Má nó bắn ốp kìa, con mẹ nó. Rồi, con nhân đòi chết mẹ mày với bọn. Một đít lên rồi. Ok. Một viên lên rồi vào đầu rồi anh ơi. Lát đuổi nữa kìa. Cái đuổi bị lát có chữ ghê chứ. Ôi. Ôi, điệt mẹ. Con này nó xoáy vãi cả lòng. Xoáy gơ vậy. Má xoáy nhiều hết mà. Vãi liền. Còn thằng ốp tem máu lúc này á. Thằng này tem máu lúc này á.
coi bò ở đâu ta, mấy bò nó là mình thua mẹ. Có xe không, có xe không, tí chạy bo. Nó có 3 thằng, nó có 3 thằng. Đúng rồi, mình có xe không, tí mình chạy bo này, chứ đường nào mình chạy bo. Hôm nay mình chạy bo là cái chất rồi. Nó quen khói nó làm gì vậy? Có xe mà xe kẹt luôn rồi. Ê, xe được sao? Là xe khởi xe nè, lái. Nóc một này, lên xe, đẩy lên, đẩy xe đi em, đẩy xe lên nóc một rồi. Đẩy lên đi. Enemies ahead. Đẩy đi, hai đứa đứng sau đẩy đi, hai anh chị bộ, đẩy lẹ đi, đẩy lẹ. Mau lên. Đẩy là đẩy lẹ, đừng ở chân trừ. Còn hai thằng thôi, cứ từ từ bình tĩnh. Đẩy thẳng vào nó luôn, đẩy đúng rồi, cứ đẩy thẳng nó luôn. Ở trước mặt này. Hai thằng này. Nghe chọn binh, đúng rồi, đẩy luôn, còn một. Ôi thằng áo trắng bắn ảo vậy. Áo trắng bắn nhiều hết vậy. Mày chạy đâu em? Bị kêu ngay. Thì đâu em trai? Đẹp vậy. Đẹp mà. Like, share video, ủng hộ nha anh em. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nha, cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.